vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin quốc tế của La Cần News. Sau đây sẽ là những thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hồi hộp theo dõi hai nhân viên bảo dưỡng điều hòa cứu bé trai lơ lửng ngoài ban công tầng 4. Vụ việc được quay tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông vào ngày 14 tháng 10, khi một cậu bé được người dân phát hiện đang đứng bấp bên bên ngoài cửa sổ tầng 4 trong tình trạng hoảng sợ và đang khóc rất to. Lúc này, Trương Khánh Thao và Dương Hiếu Cường là hai thợ sửa chữa điều hòa, tình cờ đang dùng bữa dưới tòa nhà và nghe thấy tiếng cơ cứu nên nhanh chóng bỏ đồ ăn để chạy ra xem xét tình hình. Chúng tôi đều là kỹ sư dịch vụ tại trung tâm dịch vụ sau bán hàng của Media và cốp xe của chúng tôi luôn chứa các dụng cụ dây thần dùng để lắp đặt và bảo trì điều hòa. Chúng tôi đã nghĩ đến việc sử dụng những công cụ này để giải cứu đứa trẻ. Anh Thao cho biết hai người đàn ông sau đó chạy nhanh đến nơi cậu bé bị mắc kẹt và leo lên sân thượng tuy nhiên từ trên cao cả hai đều không thể nhìn thấy đứa trẻ để đánh giá tình hình nên nỗi lo lắng của họ càng tăng cao vào thời điểm quan trọng này thao nói với bạn mình không còn thời gian nữa hãy bỏ qua dây bảo hiểm chỉ cần buộc tôi vào một sợi dây và thả xuống là được con ơi đừng sợ chú ở đây để cứu con là lời trấn an đầu tiên của thao khi anh bước vào phòng anh đưa tay ra phía sau cậu bé, dùng tay giữ chặt nách đứa trẻ và ổn định cơ thể cậu. Sau đó nhẹ nhàng nhấc cậu bé ra khỏi bệ cửa sổ và đưa cậu bé an toàn vào trong. Điều tra sau đó cho biết cậu bé 6 tuổi phải ở nhà một mình vì bố mẹ cậu đi làm. Xôn xao thơ ngõ vận động học sinh xem phim Đất rừng phương Nam Sáng 16 tháng 10, mạng xã hội xôn xao thông tin về bức thư ngõ của trường Trung học Cơ sở Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động trải nghiệm tích hợp liên môn cho học sinh khối 8, khối 9 bằng hình thức xem phim đất rừng phương Nam. Cụ thể, bức thư ngõ của trường viết Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm với nhiều hình thức đa dạng này nhằm giúp học sinh tiếp cận việc đọc sách với tác phẩm Đất rừng phương Nam thông qua điện ảnh để trải nghiệm với chủ đề vẻ đẹp quê hương, cuộc sống muôn màu nhằm khơi gợi những tình cảm tốt đẹp trong học sinh được tổ chức vào ngày 24 tháng 10. Cụ thể, phụ huynh tự đưa con đến, sau đó học sinh sẽ vào bên trong xem phim đất trường phương Nam. Xem phim xong, học sinh đi chung xe của trường về trường và tiếp tục học theo thời quá biểu. Thư ngõ viết. Thư ngõ của nhà trường cũng thông báo lệ phí tham dự là 80.000 đồng một học sinh, bao gồm vé xem phim và tiền xe lượt về trường. Bức thư ngõ hiện đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Đáng nói, việc học tập trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường theo quy định là tùy nhu cầu và tự nguyện của phụ huynh. Nhiều phụ huynh phản ánh, thư ngõ của nhà trường đã không đảm bảo yêu cầu trên. Chưa nói đến, bộ phim được nhắc đến những ngày qua đang gây nhiều tranh cãi. Ông Võ Cao Long, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ông cũng vừa nghe thông tin và sẽ trao đổi lại với nhà trường để nắm cụ thể sự việc và sẽ có phản hồi sớm nhất. Trúng vịt lót 5 tỷ, chàng trai rút ngay 1,3 tỷ tặng bạn bè, đại lý vé số tiết lộ tính cách thật. Vừa hay tin trúng số, anh Vũ Văn Vương ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước gọi liền cho mấy anh em thân để đến nhận thưởng cùng. Anh Vương tuyên bố anh sẽ dành hơn 1 tỷ trong số 5 tỷ 80 triệu tiền trúng thưởng chưa trừ thuế để tặng cho họ. Những người anh em ngày ngày đồng hành với anh trong công việc. Mình mới chơi vietlott khoảng 2 tháng nay, ngày nào mình cũng bỏ khoảng 300.000 ra mua vé. Ngay tại đại lý vé số, anh Vương tặng cho người em vợ tên Duy mà anh chia sẻ là người đồng hành gắn bó với anh rất nhiều trong công việc, 500 triệu đồng. Anh Duy bảo số tiền này anh sẽ tích cóp để lấy vốn mở rộng làm ăn. Anh Vương cũng tặng cho em rể là chồng của em gái 200 triệu, tặng bố 200 triệu, một người anh em thân cận khác 200 triệu. Anh chàng hào phóng này còn tặng cho cameraman tên Hiền, người giúp anh quay dựng video cho kênh youtube riêng 100 triệu đồng. Tặng một người bạn mới quen còn chưa nhớ tên 100 triệu nữa. Là người hay làm từ thiện, theo giới thiệu của youtuber Đoàn Như Phú, anh Vương cũng hào phóng hỗ trợ 20 triệu cho cô gái có vương mặt biến dạng, không có mũi. Chủ đại lý Vietlot, nơi anh Vương nhận thưởng cho hay, đây là lần đầu tiên chị được phát giải lớn như vậy. Khách trúng 40 triệu, 20 triệu thì nhiều, nhưng tiền tỷ thì hiếm. Số tiền này mình nghĩ là không lớn đối với bạn Vương. Thấy bạn ấy cũng vui nhưng bình tĩnh lắm. Vương là khách ruột của mình, quen nên ngày nào mình cũng chủ động nhắn hỏi bạn có mua vé không. Có khi bạn chuyển trước cho mình 5 triệu để mua dần. Bạn là dân kinh doanh nên hào phóng lắm. Kinh hoàng lời khai của kẻ sát hại áo Khôi 17 tuổi phi tan thi thể nạn nhân ở sông Hồng. Chiều 16 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội thông tin báo chí kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 13 tháng 10 tại Gia Lâm, Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can với Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê huyện Gia Lâm, về tội giết người. Nhà chức trách cho biết, ngày 10 tháng 10, Tạ Duy Khanh hẹn Hồ Yến Nhi, 17 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội, đến căn hộ của mình. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, Khanh dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến Nhi tử vong sau khi gây án khanh dùng dao phân xác chị nhi thành nhiều phần rồi cho thi thể nạn nhân vào thùng xốp trắng dùng băng dính dán lại sau đó khanh đặt taxi chở thùng xốp chứa thi thể nạn nhân đến bờ sông hồng thuộc xã bát tràng huyện gia lâm để phi tang khi đến nơi khanh nhờ lái xe taxi bê nhờ thùng xốp xuống bờ sông rồi một mình bê thùng xốp đi phi tang đối tượng này vứt một số phần thi thể xuống sông hồng và chôn một phần thi thể ở mép sông sau đó, Khanh trở về căn hộ rồi lấy xe máy đến cầu Thanh Trì để phi tan điện thoại xuống sông Hồng, giấu túi sách dép của nạn nhân tại nhà trọ của cô gái này ở thôn 2, xã Bát Tràng. Chiều 12 tháng 10, do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, Khanh mua xi măng đến khu vực giấu thi thể nạn nhân với mục đích phủ xi măng lên thi thể nạn nhân. Do lúc này đông người, Khanh bỏ về nhà. Chiều 13 tháng 10, Khanh quay lại bờ sông Hồng và đổ xi măng lên người nạn nhân. Khi biết vụ việc đã bị người dân và lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng sau đó bắt xe khách bỏ trốn về quê ở Thái Bình thì bị bắt. Thành phố Hồ Chí Minh, hai cán bộ công an ở quận 12 bị tấn công khi làm nhiệm vụ. Ngày 16 tháng 10, công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ xử lý vụ người đàn ông tấn công công an và bảo vệ dân phố. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 15 tháng 10, người dân trong hẻm đường TTH21 nghe tiếng la của nhiều người Họ thấy hai công an và một bảo vệ dân phố bị người đàn ông ngoài 60 tuổi cầm hung khí tấn công, cả ba nạn nhân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế người gây ra sự việc về trụ sở công an. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người đàn ông có tranh chấp dân sự và lực lượng công an bảo vệ dân phố xuống xác minh, tìm hiểu sự việc thì bị người này tấn công. Xét nghiệm ADN lật tẩy bộ mặt thật của người đàn ông từ chối nhận con gọi điện thoại cho giám đốc trung tâm xét nghiệm ADN trong đêm khuya, Nguyễn Thị Hằng, 35 tuổi ở Hà Nội, liên tục khóc nấc, khẩn thiết mong được giám định huyết thống giữa chồng và con. Suốt đêm cô không ngủ, chỉ chờ trời sáng để đem mẫu tóc đi xét nghiệm. Theo lời Hằng, hai vợ chồng cô kết hôn được 5 năm và có bé trai 3 tuổi. Chồng Hằng là thầy giáo và cũng là mối tình đầu của cô. Lúc mới về chung nhà, hai vợ chồng hạnh phúc khi được hai bên gia đình vun vén, giúp đỡ về kinh tế sợ con gái vất vả, bố Hằng còn bỏ tiền mua nhà, xe riêng cho hai vợ chồng. Cách đây một năm, chồng Hằng bỗng thay đổi tính nết, thường xuyên đi sớm về muộn và cũng ít quan tâm đến vợ con. Mỗi lần Hằng góp ý thì hai vợ chồng lại to tiếng xích mít. Có lần chồng cô còn bỏ ra ngoài không về nhà cả tuần. Đỉnh điểm là gần đây, người chồng bỗng nhiên nghi ngờ vợ ngoại tình và khẳng định đứa con 3 tuổi không phải là con ruột. Chưa hết, gần đây chồng Hằng còn mời bố mẹ hai bên họp gia đình. Anh đưa ra một tờ giấy xét nghiệm ADN với kết quả cha con không cùng huyết thống. Để minh oan cho chính mình, Hằng lấy mẫu tóc của chồng và con trai đem đến trung tâm xét nghiệm để giám định ADN. Phiếu xét nghiệm kết luận, cha con có quan hệ huyết thống, khẳng định đứa trẻ 3 tuổi là máu mổ ruột thịt của chồng. Không thể tiếp tục sống chung với người đàn ông bội bạc từ chối nhận con, Hằng quyết định làm thủ tục ly hôn. Mãi sau này, khi thủ tục ly hôn hoàn tất, Hằng mới phát hiện ra chồng ngoại tình có người phụ nữ khác. Thậm chí hai người này đã có con. Vì muốn nhanh chóng kết hôn với người mới, anh ta nghĩ ra cách làm giả giấy xét nghiệm ADN. Câu chuyện bị vỡ lỡ, không chịu được tai tiếng, áp lực từ mọi người xung quanh, người chồng cùng với nhân tình chuyển đi nơi ở mới. Chặt đầu chồng vợ không khóc, nhưng ngất xỉu nhiều lần vì thức đêm nghĩ cách phân xác Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm, 33 tuổi, quê Hậu Giang, ra xét xử về tội giết người, đồng thời tuyên bức án trung thân. Trước đó, vụ án gây rúng động Bình Dương khi Diễm chém chết chồng Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê Sóc Trăng, rồi phân xác chồng từng mảnh, đưa đến nhiều nơi phi tang. Tại phiên tòa, bị cáo Diễm khai, vào đêm đó giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, lúc đầu chỉ lời qua tiếng lại, nhưng sau đó do không kiềm chế được nên cả hai vợ chồng ẩu đà dẫn đến vụ án mạng. Tại phiên tòa, khi hội đồng xét xử hỏi Diễm về việc bị cáo này phân xác chồng đưa đi phi tang, Diễm cho biết sau khi biết chết, bị cáo sợ bị phát hiện nên đã phi tang xác đem đi bỏ nhiều nơi. Hội đồng xét xử xét hỏi tiếp, ai chỉ cho bị cáo việc chặt xác phi tang, vì sao khi giết chồng không đến công an để đầu thú, Diễm cho rằng tự bị cáo nghĩ ra để che giấu hành vi phạm tội và sợ công an bắt lúc đó bị cáo làm theo quán tính chứ không suy nghĩ được nhiều bị cáo rất ám ảnh khi nhớ lại hình ảnh trước đây bị cáo gây ra sau vụ án hầu hết công nhân chung giải trọ với nạn nhân đã dọn đi nơi khác tìm chỗ thuê mới dù công an vẫn đang khẩn trương tìm các bộ phận còn lại của thi thể anh tú nhưng do diễm phân thi thể chứa trong hàng chục bịch lớn nhỏ bỏ nhiều nơi nên không nhớ hết được vị trí được biết suốt quá trình lấy lời khai diễm không khóc tuy nhiên đối tượng nhiều lần ngất xỉu nghi do hạ canxi đường huyết sau hai đêm thức trắng ít ăn uống và liên tục suy nghĩ cách đối phó trốn tội cơ quan điều tra đã động viên diễm ăn uống để đủ sức khỏe tỉnh táo cung cấp lời khai đầy đủ chính xác nhất là các vị trí vứt các bộ phận của thi thể theo tìm hiểu diễm và anh tú từ miền tây lên bình dương ban đầu cả hai bán vé số họ yêu nhau và được chủ đại lý vé số ở thuận an cho tiền làm đám cưới anh Bình, bạn nhậu của anh Tú kể, gần đây Tú có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tên Dương, tuổi ngoài 30, có ba con, đã ly hôn. Sau cái chết thảm thương của anh Tú, chị Dương khóc rất nhiều. Thanh niên không mặc quần áo, cầm dao đuổi chém hàng loạt người ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến hơn 10 giờ ngày 16 tháng 10, công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ một người đàn ông cầm dao đuổi chém trọng thương nhiều người vừa xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày, một người đàn ông không mặc quần áo, tay cầm dao xông vào quán cà phê ở đầu hẻm 108 đường Nguyễn Thiện Thuật phường 2, quận 3, đuổi chém người dân đang uống cà phê bên trong quán. Lúc này, người dân bỏ chạy tán loạn. Người đàn ông sau đó tiếp tục cầm dao truy đuổi nhiều người, chạy khắp con hẻm 108, rồi vòng ra giao lộ Nguyễn Đình Triều, Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Lúc này, công an phường 2, công an phường 3 và công an quận 3 có mặt truy đuổi. Người đàn ông tiếp tục chạy quanh khu chợ bàn cờ. Tại đây, người đàn ông dùng dao chém loạn xạ vào một số người dân. Vụ việc làm ít nhất hai người bị người đàn ông chém trọng thương, các nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chảy nhiều máu, vết thương hở. Trong đó có một nữ nạn nhân khoảng 70 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, người này chạy ra đường bàn cờ, phường 3, quận 3. Nguồn tin xác nhận, nghi phạm đã tử vong. Đến trưa cùng ngày 16 tháng 6, công an quận 3 đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc. Vùng áp thấp tiếp tục mạnh lên, di chuyển dọc miền Trung, vào sáng ngày 16 tháng 10, trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5 đến 14,5 độ vĩ bắc, 111,5 đến 112,5 độ kinh đông, nằm ở phía nam quần đảo Hoàng Sa của Đà Nẵng. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong ngày và đêm nay, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Những ngày sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển lên phía khu vực vùng biển Bắc Trung Bộ khiến vùng mưa ở miền Trung thay đổi, tâm mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc. Cụ thể, từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 450 mm. Sau đó, từ đêm ngày 18 và ngày 19 tháng 10, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn trên khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có xu hướng giảm từ ngày 19 tháng 10. Tại các tỉnh miền Bắc, từ ngày 18 tháng 10 cũng đón mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nhà xác Gaza quá tải, xe bán kem thành nơi chứa thi thể Quan chức y tế ở giải Gaza phải trữ thi thể nạn nhân thiệt mạng vì không kích của Israel trong các xe tải đông lạnh chở kem vì rủi ro trong quá trình vận chuyển tới bệnh viện và nghĩa trang thiếu chỗ. Nhà xác bệnh viện chỉ có thể tiếp nhận 10 thi thể, vì vậy chúng tôi đã sử dụng tủ đông đựng kem của các nhà máy sản xuất kem để lưu trữ số lượng lớn nạn nhân. Bác sĩ Yasser Ali của Bệnh viện Dayan cho biết những chiếc xe tải đông lạnh, hai bên vẫn in hình quảng cáo trẻ em đang tươi cười thưởng thức kem ốc quế, thường được dùng để giao hàng cho các siêu thị. Giờ đây, chúng là nhà xác tạm thời của các nạn nhân trong cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và quân đội Israel. Israel đã tiến hành cuộc anh tạc dữ dội nhất vào giải Gaza để đáp trả lực lượng Hamas sau khi lực lượng này thực hiện cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào Israel trong nhiều thập kỷ. Quân đội Israel hôm 15 tháng 10 cho biết họ vẫn sẽ cho phép người dân Gaza sơ tán về phía nam trước khi thực hiện cuộc tấn công trên bộ, dự kiến nhằm trả đũa vào cuộc tấn công của Hamas, khiến 1.300 người ở Israel thiệt mạng. Giới chức Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel đến nay đã giết chết hơn 2.300 người, 25% trong đó là trẻ em và gần 10.000 người bị thương. Bệnh viện đang thiếu vật tư y tế, trong khi số lượng người bị thương ngày càng tăng. Ông Putin nói, Ukraine chịu thương vong gấp 8 lần Nga. Ông Putin cho hay, Ukraine chịu thương vong gấp 8 lần Nga sau nhiều tháng phản công, nhấn mạnh Moskva luôn sẵn sàng đối thoại hòa bình với Kiev. Chiến dịch phản công được Ukraine tiến hành liên tục từ ngày 4 tháng 6, nhưng đến nay không đạt kết quả nào. Họ hứng chịu thiệt hại khổng lồ với tỷ lệ thương vong gấp 8 lần lực lượng Nga. Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Trung Quốc được công bố hôm nay, Tổng thống Nga không nói rõ mức độ thương vong của hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 26 tháng 9 cho hay quân đội Ukraine mất hơn 83.000 binh sĩ và hơn 10.300 đơn vị vũ khí sau 4 tháng phản công, nhưng không công bố tổn thất của Nga. Trả lời truyền thông Trung Quốc, ông Putin nói rằng xung đột Ukraine bắt đầu từ năm 2014, cáo buộc các nước phương Tây thúc đẩy cách mạng màu nhằm thay đổi chính phủ tại Kiev. Ukraine năm 2014 chứng kiến phong trào biểu tình quy mô lớn, Lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych đề cập đến xung đột hiện nay, ông Putin cho rằng thảo luận về hòa bình là bất khả thi do Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký xác lệnh cấm đàm phán với Nga. Để bắt đầu đối thoại, phía Ukraine cần hủy bỏ xác lệnh đó và thể hiện mong muốn sẵn sàng đàm phán. Nga luôn sẵn sàng và xem xét những đề xuất do đối tác Trung Quốc đưa ra. Ông nói thêm, Tổng thống Putin trước đó tuyên bố chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine đã thất bại hoàn toàn và quân đội Nga đang chuyển sang chiến thuật phòng thủ chủ động, liên tục củng cố và cải thiện vị trí trên toàn tuyến. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.